Kinh văn. Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không dứt. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh, hấp sanh, hóa sanh trong thế gian, tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Loại chúng sinh này lấy sát và tham làm gốc. Giảng giải. Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không dứt. Mọi sinh vật đều muốn nuôi dưỡng cho thân thể riêng mình, lòng tham không bao giờ cùng tận. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế gian, tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Tùy theo sức mạnh chúng được thừa hưởng, chúng ăn nuốt các loài khác. Anh ăn tôi và tôi ăn lại anh, sâu lớn nuốt sâu bé, cá lớn nuốt cá bé, thú lớn ăn những loài nhỏ hơn mình. Chẳng hạn, con cọp tìm những loài thú nhỏ bé yếu hơn mình để ăn thịt. Loài thú yếu sẽ trở thành thực phẩm cho loài thú lớn, rắn ăn chuột. Đó là vào mùa hè, còn vào mùa đông, rắn mất khả năng tự vệ nên lại bị chuột ăn. Nó ăn tôi ăn lại nó. Chim đại bàng cánh vàng, đại bàng kim suý điểu, thường ăn rồng ngoài biển như cách loài người chúng ta nuốt mì ăn liền. Mỗi cánh của chim đại bàng cánh vàng rộng lớn 330 do tuần. Một tiểu do tuần là 40 dặm, một trung do tuần là 60 dặm, một đại do tuần là 80 dặm. Một lần vỗ cánh của chim đại bàng cánh vàng sẽ khiến cho nước trong đại dương cạn sạch, bày ra lòng biển khô tận đáy. Cách để nó bắt rồng để ăn là vỗ cánh cho nước biển cạn đi, khiến cho những chú rồng con phơi mình dưới đáy biển, rồi nó tha hồ ăn. Thế nên loài rồng gặp phải chuyện rất khó xử, không còn nơi đâu để trốn, không còn thời gian để tàn hình, không còn phương thức nào để sống sót được. Số lượng loài rồng trong biển bị giảm sút nhanh chóng, cuối cùng những con còn sống sót phải đến Đức Phật kêu cứu. Kính bạch Thế Tôn, Ngài là đấng đại từ, đấng đại giác. Loài chim đại bàng cánh vàng đã ăn thịt lớp con và lớp cháu của chúng con rồi. Chẳng bao lâu nữa, loài thủy tộc chúng con sẽ bị diệt chủng. Chúng con phải làm thế nào? Đức Phật trả lời, đừng buồn, Như Lai sẽ có cách cứu loài rồng. Rồi Ngài cho gọi chim đại bàng cánh vàng đến, Ngài bảo, đừng ăn thịt loài rồng nữa. Loài rồng sẽ diệt chủng nếu người ăn thịt chúng nhiều như vậy. Chim đại bàng cánh vàng đáp, nhưng nếu con không ăn rồng, chúng con sẽ đói. Con chẳng có gì để ăn cả. Đừng lo. Đức Phật bảo, từ nay về sau, mỗi khi chúng tỷ khưu đệ tử Phật thọ trai, họ sẽ cúng cho ngươi một ít thực phẩm để dùng. Thế nên chư tăng trong các tự viện Phật giáo, mỗi khi thọ trai vào buổi trưa, thường cúng xuất sanh, chính là để bố thí chút thực phẩm cho chim đại bàng cánh vàng. Câu chuyện này là một ví dụ khác cho sự cạnh tranh để sống còn. Loại chúng sinh này lấy sát và tham làm gốc. Những loại chúng sinh này sát hại loại chúng sinh khác. Căn gốc nghiệp chướng của họ là do lòng tham và tính thích sát hại. Kinh văn. Do người ăn dê, dê chết hóa làm người, người chết hóa làm dê. Như thế cho đến 10 loại chúng sinh, sống chết xoay dần, ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Loại chúng sinh này lấy trộm đạo và tham lam làm gốc. Giảng giải. Do người ăn dê. Người ta thích ăn thịt dê, mặc dù trong kinh chỉ đề cập đến dê, nhưng nói chung là chỉ cho tất cả các loài. Heo, bò, gà, các loại vật khác đều gồm trong đó. Thế nên khi người ta ăn thịt dê, đến khi dê chết hóa làm người. Tôi vừa kể chuyện Thiền sư Chí Công cho quý vị nghe. Bây giờ kinh văn chứng minh cho điều ấy.
người chết hóa làm dê. Tôi không tin điều ấy. Quý vị nói không có chuyện đó, làm sao mà người lại biến thành dê và dê biến thành người? Nếu quý vị không tin thì chẳng còn gì để nói, chỉ còn cách thử cho biết. Khi quý vị chết đầu thai trong bụng một con dê, quý vị mới hiểu lời dạy của pháp sư thật là đúng. Nhưng lúc ấy đã quá trễ. Lúc ấy nếu quý vị muốn tu đạo thì chẳng dễ dàng gì để tu khi ở trong bào thai của loài dê. Như thế cho đến 10 loại chúng sinh. 10 loại chúng sinh có thể được giải thích như ở mục 12 loại chúng sinh, trừ đi hai loại sau cùng. Cũng có nghĩa là một lần đầu thai trong một loại chúng sinh, như thế tiếp tục cho đến 10 loại. Thế nên có bài kệ: nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục. Một khi đã mất thân người, cả vạn kiếp sau khó có thể phục hồi lại được. Nếu quý vị mất thân người và đầu thai làm thân súc sinh, thì thật không dễ gì trở lại cõi người. Có thể phải mất một đời, cho đến 10 đời, thậm chí không chắc gì có thể trở lại làm người. Thế nên có câu: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Bây giờ chúng ta có được thân người, bất luận quý vị mang quốc tịch hay chủng tộc nào, chúng ta đều là loài người. Thế nên bây giờ chúng ta có cơ duyên tốt là được làm người. Chúng ta phải nhanh chóng tu đạo. Hãy nhìn nước Mỹ với hàng triệu dân, số người thực tâm nghiên cứu Phật pháp và hàng ngày đến đây nghe giảng chung quy chỉ có chừng 12 người tại Cựu Kim Sơn. Có lẽ còn nhiều nơi khác, nhưng không có ai nghiên cứu và thực hành nghiêm túc như ở đây. Và có bao nhiêu người ở Hoa Kỳ có thể giải thích hoàn toàn kinh Thủ Lăng Nghiêm? Không quá 2 hoặc 3 người. Thế nên mới biết là khó có được cơ hội để được nghe giảng giải Phật pháp. Sống chết xoay vần, ăn nuốt lẫn nhau. Dê chết hóa làm người, người chết hóa làm dê. Anh ăn tôi thì tôi ăn lại anh. Anh làm no bụng tôi thì đến phiên tôi làm no bụng anh. Chúng ta thay đổi chỗ cho nhau. Anh ăn thịt tôi ăn thịt anh. Thế nên dê thì tròn quay và người thì bụng phệ. Mãi cho đến khi có cuộc tranh luận xem thử có ai không phải ăn thịt loài khác, mới biết không những chúng chỉ ăn nhau như thế trong một đời này, mà tiếp diễn trong cả chục đời. Thế nên, làm người đừng để quá mập, đừng tranh đua với loài dê để xem ai mập hơn. Chẳng có ai chấm điểm cho quý vị cả. Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Trận chiến vẫn tiếp tục. Đời này anh ăn thịt tôi, đời sau tôi sẽ ăn thịt anh. Anh ăn tôi 2 miếng, tôi sẽ nhớ để ăn anh thành 4 miếng. Sự thích thú khiến cho mức độ tăng lên, và tiến trình này không bao giờ ngừng. Nó kéo đến cả biên tế của đời vị lai. Cái gì là biên tế của đời vị lai? Có nghĩa là ngày mai, và ngày mai của ngày mai, ngày mai và ngày mai. Có bao nhiêu ngày mai như vậy, đến vô cùng vô tận của vị lai, không bao giờ dừng nghỉ. Bây giờ nó như thế nào, có nguy hiểm không? Nếu quý vị muốn thử cho biết, thì hãy nhớ lời khuyên của tôi là chớ nên thử. Rất nguy hiểm nếu cứ đùa giỡn với nó. Loại chúng sinh này lấy trộm đạo và tham lam làm gốc. Trộm là lấy vật mà người khác không cho. Chẳng hạn, khi quý vị ăn thịt dê mà con dê không đồng ý để cho quý vị ăn thịt nó. Không như trường hợp đàn cừu ở Lộc Giả Quyển tình nguyện dâng nộp cho vua mỗi ngày 1 con. Chúng chọn cách như vậy nên trong trường hợp ấy, người ăn thịt ít bị quả báo nặng nề.
Nhưng nếu quý vị vô cớ bắt và giết một con cừu để ăn thịt, thì quý vị đã mang tội ăn cắp. Quý vị ăn thịt cừu, do đó đã lấy vật mà mình không được phép lấy. Thế nên con cừu nhận quả báo đầu thai làm người, và quý vị đầu thai làm cừu trong đời kế tiếp. Quý vị ăn cắp mạng của cừu, và bây giờ nó lại ăn cắp mạng của quý vị. Con cừu chết rồi biến thành người, và sự đầu thai của nó là trường hợp của nghiệp báo, dù quý vị không nhận ra điều ấy. Thế nên toàn bộ vấn đề rất là nguy hiểm. Tôi mong rằng quý vị đệ tử của tôi đừng bao giờ đùa giỡn với nguy hiểm và đừng bao giờ có ý muốn làm thử, chỉ kết thúc bằng thân heo thân dê mà thôi. Tôi không muốn thấy đệ tử mình bị trầm luân, tôi chỉ muốn quý vị đều chóng thành Phật. Nên hôm nay tôi nhắc nhở quý vị đừng thử đụng vào con đường nguy hiểm ấy. Kinh văn: Ông nợ mạng tôi trả nợ thân mạng cho ông. Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong sinh tử. Giảng giải: Ông nợ mạng tôi trả nợ thân mạng cho ông. Nếu ông cướp mạng sống của tôi, thì ông phải trả nợ ấy lại cho tôi. Nếu tôi cướp mạng sống của ông, thì tôi cũng phải trả nợ ấy lại cho ông. Nếu ông mượn nợ của tôi, thì ông phải trả. Nếu tôi mượn nợ của ông, thì tôi phải trả. Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong sinh tử. Dù cho sau hàng triệu kiếp, chúng ta cũng không ngừng bị mắc trong vòng luân hồi sinh tử. Ha ha ha, 问什么的说呵。